Ê. Dạ có ạ, thôi chị cứ đu đi ạ. Đu đi. Bố cô và cho cháu thử trước. Vinh cái đạp cô phát. Chơi co chân lên ạ, co chân lên ạ, co chân lên, co chân lên đi. Co chân lên cháu rồi. Cái này, nó có bi rồi nên trơn lắm, mà yên tâm. Nếu mà nó rơi thì nó chỉ rơi như thế này thôi này. Đúng không? Bêu, xuất sắc. Bây giờ nó phép kinh. Hai bạn ơi, hai bạn đu ha, co chân lên lúc chú nha hai bạn ơi. Nghe gì không? Co chân. Co chân lên. Giỏi lắm. Thích không? Bố biết chúng mày thích cái này mà. Sao mà đu được? Lại phải leo ấy. Phải leo. Có đường tắt lên đó chị. À ừ nhà. Dạ, có cái cầu ngang sang ạ. Đừng đợi chú một xíu, chú thả cho chú ạ. Đu được nữa. Đứng ở giữa. Đứng rồi stop rồi thế thôi con ạ. Đây bảo hộ tháo đi cô cháu phải tháo nhau cái này em tháo. Ôi sao nhìn người ta họ họ vẽ hình chẳng hề đã sợ chứ nào. Con này nó sợ đi thì từ bé rồi nó quen mẹ rồi. Ca 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 thích không Vun ơi, thích không? Vui không? Vui nhở? Tốt lắm, giỏi lắm. Thôi giỏi lắm. Em Huy có thích đi không? Huy này đi không? Không đi à? Thằng này nhắc gan, mai sau đi nhớ chưa? Học sau biển.